Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Báo cáo của Global Market Insight cho thấy thị trường chăn nuôi bò tại Mỹ có tổng giá trị 33 triệu đô la năm 2015 và có thể đạt 50 triệu đô la vào năm 2023. Đặc biệt, Global Market dự báo thị trường bột từ bò trên toàn cầu cho các sản phẩm như bánh trái, súp, thức ăn dự kiến sẽ vượt 165 triệu đô la vào năm 2023. Khi Columbus khám phá ra châu Mỹ, ông cảm thấy việc những người thổ dân ở nơi đây ăn bò và một số hành động vô cùng hoang dã. Chớ chiều thay, số liệu của FAO cho thấy khoảng 2 tỷ người trong số 7,5 tỷ dân trên thế giới hiện nay đang sử dụng thường xuyên các sản phẩm liên quan đến bò, và con số này có thể tăng gấp 3 lần, chiếm 80% tổng dân số trái đất trong tương lai. Tại Việt Nam, ngành chăn nuôi bò đã có từ lâu nhưng chỉ mang tính chất tự phát, manh mún và chưa được đầu tư thích đáng. Phần lớn các sản phẩm được dùng để tự cung tự cấp hoặc để bán cho các nhà hàng địa phương. Phải đến 10 năm trở lại đây, ngành nuôi bò mới thực sự được các tập đoàn lớn, các nhà khởi nghiệp chú ý đến và đổ vốn. Nhiều nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện món ăn côn trùng với giá khá mềm, chủ yếu từ các trang trại nuôi từ củ chi. Ngành chăn nuôi bạc triệu. Trong một khu ở thành phố Austin, Texas, hệ thống robot tự động của hãng khởi nghiệp Aspire đang nuôi hàng triệu con dế mỗi ngày. Không phải tự nhiên, startup này lại hứng thú với ngành chăn nuôi dế, xu thế ăn bò tại Mỹ đang được mở rộng những năm gần đây. Việc mua những sản phẩm bột protein từ dế, những thành kẹo dinh dưỡng bột dế đang ngày càng phổ biến tại Mỹ. Thậm chí, các sản phẩm từ dế hiện nay đang là mặt hàng xa xỉ ở Mỹ. Với 1 pound, khoảng 0,45 kg, bột dế có giá bán buôn khoảng 20 đô la. Trong đó, chứa bột nghiền khoảng 4.200-4.800 con dế. Nguyên nhân chính của sự đắt đỏ này là do hiện chưa có một công nghệ phổ biến nào để có thể chăn nuôi dế hàng loạt. Thêm vào đó, mảng kinh doanh này vẫn còn bị bỏ ngỏ cho các nhà khởi nghiệp hay những công ty nhỏ lẻ. Qua đó khiến cầu vượt xa cung, đẩy giá bột dế lên cao. Ngày nay, các trang trại nuôi dế cần rất nhiều lao động đi chăm nom những máng nuôi dế để biết khi nào dế cần ăn, cũng như quan tâm đến môi trường sống của chúng. Thông thường, người nông dân bón lượng thức ăn vào cuối ngày và hy vọng lũ dế ăn no qua đêm. Nhưng biện pháp này không thực sự hiệu quả, khiến nhiều con dễ bị chết đói. Nhà sáng chế Phạm Văn Hát dù chỉ học hết lớp 7, nhưng đã có hàng loạt những sản phẩm máy móc cải tiến hiệu quả được bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Mặc dù công nghệ cảm biến dò xét môi trường dế cũng như cho ăn tự động đang được phát triển nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Bởi vậy, chi phí sản xuất cho mặt hàng này cũng không hề rẻ. Thường chi phí lao động chiếm tới 75% tổng giá thành cho sản phẩm bột dế. Dẫu vậy, các công ty trong ngành vẫn rất lạc quan bởi ngành chăn nuôi này còn mới và có rất nhiều không gian để phát triển. Tại Aspire, các kỹ sư phát triển một hệ thống tự động cho phép các con dế giao hợp và đẻ trứng tại một khu đất nhất định. Trong đó, họ chuyển trứng đến khu vực nuôi riêng với chế độ bón đặc biệt nhằm đảm bảo lượng sinh trưởng tối đa. Mỗi khu dế đều có hệ thống cảm biến và tự động bón riêng nhằm chăn nuôi lũ dế một cách hiệu quả nhất. Tuy vậy, Aspire vẫn mở những trang trại nuôi dế ở Ghana nhằm tăng lượng cung cho thị trường vô cùng lớn tại Mỹ. Thậm chí, ngay ở các nước đang phát triển như Ghana, các món ăn liên quan đến dế cũng trở thành một món hot trước thực trạng thiếu hụt thực phẩm. Với chi phí lao động rẻ, cùng những trang trại nuôi dế rộng lớn, Aspire kỳ vọng sẽ mở một mô hình này ra toàn châu Phi, châu Mỹ Latin và lan sang châu Á trong vòng 5 năm tới. Rất nhiều tập đoàn hiện nay đã nhận thức được tiềm năng của ngành chăn nuôi dế. CEO của Pepsi từng tuyên bố tại một hội nghị năm 2016 rằng ngành chăn nuôi bò có tiềm năng vô cùng lớn. Báo cáo của Global Market Insight cho thấy thị trường chăn nuôi bò tại Mỹ có tổng trị giá 33 triệu đô la năm 2015 và có thể đạt 50 triệu đô la vào năm 2023. Đặc biệt, Global Market dự báo thị trường từ bò trên toàn cầu cho các sản phẩm như bánh trái, súp, thức ăn tráng
dự kiến sẽ vượt qua 165 triệu đô la vào năm 2023. Hiện tại nhiều nhà hàng ở Mỹ, các đầu bếp cũng đã chấp nhận thực đơn với nguyên liệu bò như dế và giá của chúng không hề rẻ. Đây là một dấu hiệu cho thấy ngành chăn nuôi dế làm thực phẩm sẽ trở thành một nguồn protein quan trọng cho loài người trong tương lai. Vì cứu tinh cho trái đất. Đến năm 2050, trái đất sẽ có khoảng 9 tỷ người cần thực phẩm để sinh sống và Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế FAO ước tính. Trừ khi tất cả mọi người chuyển qua ăn chay, bằng không ngành sản xuất thịt sẽ phải gia tăng gấp đôi sản lượng so với hiện nay để đáp ứng nhu cầu. Đó là chưa kể đến lượng đất, nước cùng với các nguồn lương thực khác để tạo lương thực, thực phẩm cần thiết cho dân số này. Tồi tệ hơn, việc chăn nuôi trồng trọt quá đà kèm sử dụng hóa chất đang khiến môi trường sinh thái tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng. Hiện nông nghiệp đang đóng góp gần 10% tổng khí thải nhà kính trên thế giới. Trong báo cáo năm 2013, FAO đưa ra một giải pháp là ngành chăn nuôi bò. Những con bò không tốn quá nhiều đất nước hay những nguồn lực như các ngành nông nghiệp khác. Chúng cũng khá thân thiện với môi trường khi không thải ra các chất gây ô nhiễm, đặc biệt thực phẩm từ bò giàu protein, carbon hydrate, lipid, vitamin cùng nhiều khoáng chất khác như canxi, sắt và kẽm. Ngoài ra, việc chăn nuôi bò cũng tốt cho sức khỏe, nhất là với người giảm cân dựa trên lượng calorie tiêu thụ. Số liệu của FAO cho thấy món sâu vàng chỉ có 140 calorie trên 100g, ít hơn 100 calorie so với 80% loại thịt bò hiện nay trên thế giới. Xét theo khía cạnh môi trường, chăn nuôi bò thực sự thân thiện với thiên nhiên. Ví dụ, nghiên cứu của FAO cho thấy nuôi dế làm thực phẩm có hiệu quả gấp 12 lần so với nuôi bò, gấp 4 lần so với nuôi lợn và gấp 2 lần so với nuôi gà. Đó là chưa kể thực phẩm bò sạch hơn nhiều so với các loại thịt hiện nay do không sử dụng các loại hóa chất. Nhận ra được tiềm năng này, nhiều công ty đã đầu tư ban đầu cho mảng nông nghiệp này. Nhưng hiện nay chăn nuôi dế và thực phẩm bò vẫn chưa trở thành trào lưu rộng khắp. Theo CEO của Big Creek Kid Farm, trang trại đầu tiên chuyên chăn nuôi dế số lượng lớn làm thực phẩm trên thế giới, ngành này sẽ cần từ 10 đến 20, thậm chí 30 năm nữa mới có thể hoàn toàn phát triển trở thành một nguồn thực phẩm chính, thực phẩm để tiêu thụ cho nhân loại. Đến ngôi nhà khang trang ở xã Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An, không khỏi bất ngờ khi ông Trương Thành Dũng, chủ cơ sở chế biến côn trùng Thành Dũng chia sẻ, toàn bộ cơ ngơi này là do dế mà có. Anh Trương Thành Dũng, sinh năm 1969 cho biết, một lần đọc báo, anh có được biết mô hình nuôi dế của ông Thanh Tùng ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, nên khăn gói lên tường tìm hiểu và mua giống về nuôi. Sau đó, anh tìm đến cơ sở dịch vụ câu cá giải trí, bán chim và cá kiểng, tiếp thị dế thực phẩm. Không ngờ đầu ra sản phẩm lại rất tốt, tôi rủ bạn bè cùng nuôi và thu mua lại. Nói về hành trình gian nan của mình khi đến với nghề nuôi dế, anh Dũng chia sẻ: không kể lúc nắng mưa, tìm mối bán thì khổ nhất của tôi là gia đình và bà con không ủng hộ. Cha tôi thấy con trai suốt ngày loanh quanh với mấy con dế thì xách xe đi lang thang nên nghĩ tôi bị khùng. Đến khi thấy tôi buôn bán ổn định, có lời, ông mới nguôi. Sau 5 năm nuôi dế, tôi cất nhà khang trang, ông mừng lắm, đi đâu cũng khoe, nhà cửa của con tôi là từ dế mà ra đó. Sau 5 năm cung cấp dế cho các cơ sở dịch vụ nuôi chim cá cảnh, anh Dũng chuyển sang cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng và xuất sang Campuchia. Mới đây, cơ sở của anh được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Chia sẻ kỹ thuật nuôi dế, anh Dũng cho biết, anh đóng thùng 2m2 bằng tre hoặc tầm vông, bọc lớp nhựa, chi phí khoảng 150.000 đồng 1kg. 1kg trứng giống khi nở và nuôi sẽ cho ra 100kg dế. 1m2 thùng nuôi mỗi tháng cho 8kg dế. Dế ăn phế phẩm nông sản, thực phẩm từ rau củ quả đến bã hẻm bia và cả cám gà. Dế nuôi 30 ngày là cung cấp cho cơ sở kinh doanh chim cá cảnh với giá bình quân là 100.000 đồng trên 1kg. Dế nuôi 45 ngày thì cung cấp nhà hàng đặc sản với giá từ 150 đến 200.000 đồng trên 1kg. Sau 5 năm, trang trại nuôi dế của anh Dũng được mở rộng. Trại dế thứ hai, anh không đóng thùng tạm bợ mà xây từng hồ xi măng gắn gạch men với tổng diện tích 600m2. Để đảm bảo lượng hàng ổn định, anh chuẩn bị một thùng cấp đông luôn trữ 10 tấn sản phẩm. Hiện mỗi tháng anh xuất bán khoảng 3 tấn dế.
Anh Dũng bật mí, một công ty sản xuất bột protein từ dế của Mỹ đã đặt hàng thu mua dế thương phẩm của anh với số lượng lớn. Để đáp ứng được đơn hàng, anh cần khoảng 2 hectare với chi phí đầu tư 4 tỷ đồng để mở rộng diện tích nuôi.